Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một thiết bị điện thông minh của hãng Smart Home. Đây là vỏ hộp đựng sản phẩm. Các bạn có thể thấy những cái thông tin trên vỏ hộp như thế này. Công tắc cảm ứng, kết nối Wi-Fi. Sản xuất tại Việt Nam bởi công ty BKAV Smart Home. Model của sản phẩm là SHCT4W. Bây giờ chúng ta sẽ mở vỏ hộp xem nhé. Đầu tiên là một mặt kính cảm ứng, tài liệu hướng dẫn sử dụng. Đây là cái mặt động lực để chúng ta kết nối những cái dây đèn vào phía sau này. Hết rồi. Thì cái bảng này nó sẽ thay thế cho công tắc ở nhà mình luôn nha các bạn. Cái thiết bị này thì nó sẽ tích hợp với cái đế âm công tắc hình vuông như 80x80. Ngoài ra thì cũng còn một model khác, nó sẽ tích hợp được với cái đế âm hình chữ nhật, đế âm mà đang phổ biến hiện nay. Thì tôi chỉ có một cái sản phẩm hình vuông này thôi, nên tôi sẽ demo cho các bạn. Cái sản phẩm kia nó cũng tương tự như vậy thôi. Sau khi các bạn đấu nối dây vào phía sau và chúng ta bắt hai cái vít vào đế âm trên tường, và sau đó chúng ta sẽ gắn cái mặt kính này vào. Chúng ta bóp mạnh này. Xong cái là cứng cáp. Và tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để đấu dây vào phía sau này luôn. Các bạn có thể thấy là hai cái lỗ đầu tiên là chúng ta để cắm dây nguồn, các cái lỗ phía tiếp theo là ao 1, 2, 3, 4 là chúng ta sẽ cắm những cái dây đèn vào. Cái thiết bị này sẽ thay thế được 4 công tắc nha các bạn. Chúng ta sẽ cắm thử cái dây nguồn vào. Nguồn thì chúng ta sẽ đấu vào hai cái lỗ đầu tiên. Và đây là đèn. Thì để tiết kiệm thời gian thì tôi chỉ đấu nối vào một đèn thôi nha các bạn. Dây đèn thì sẽ có dây nguội thì sẽ được đấu trực tiếp vào nguồn luôn, nguội của nguồn. Do cái camera hơi vướng nên tôi làm hơi lâu nha các bạn. Rồi. Sợi còn lại thì các bạn sẽ đấu vào một trong bốn cái lỗ mà ao 1, ao 2, 3, 4 đấy. Ở đây tôi sẽ đấu vào ao 1. Rồi xong.
nhà có nhiều đèn thì chúng ta sẽ đấu vào tiếp vào những cái lỗ còn lại. Chúng ta sẽ cắm nguồn vào, điện nguồn vào. Sau khi có nguồn thì những cái đèn báo này nó sẽ sáng lên. Và việc điều khiển thì chúng ta chạm vào những cái nút cảm ứng như thế này. Đấy, đèn nó sẽ sáng. Các nút còn lại cũng vậy. Tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm để điều khiển chiếc đèn này từ xa thông qua điện thoại của mình. Thì phần mềm này sẽ hỗ trợ trên hệ điều hành Android và của điện thoại iPhone nha các bạn, iPhone của Apple. Các bạn lên kho ứng dụng, tải cái phần mềm này về. Các bạn tìm BKAV Smart Home thì nó sẽ ra những cái thiết bị, những cái phần mềm này. Các bạn chọn vào cái phần mềm có cái chữ màu chỗ xanh này, chữ Premium thì các bạn chọn vào cài đặt. Đối với điện thoại tôi thì đã cài đặt rồi. Sau đó các bạn mở phần mềm này lên. Khi vừa mở lên thì nó danh sách thiết bị sẽ còn trống. Và các bạn phải kết nối cái phần wifi này, cái wifi của máy mình. Các bạn kết nối điện thoại với wifi của nhà của các bạn. Ok. Sau đó chúng ta quay trở lại phần mềm, chúng ta vào cài đặt. Cái phần wifi này thì các bạn cũng tương tự như vậy, các bạn tìm kiếm và chọn cái wifi nhà của mình. Nhớ là cái wifi, cái tên wifi này nó phải trùng với cái wifi mà cái máy này đang kết nối nha các bạn. Sau đó thì nhập mật khẩu wifi vào. Ok. Rồi chúng ta quay trở lại. Các bạn bấm vào dấu cộng này để tìm thiết bị. Không tìm thấy. Đối với trường hợp này á, mà các bạn kết nối wifi rồi mà vẫn chưa tìm thấy á, thì các bạn reset lại cái thiết bị bằng cách chúng ta bấm vào cái nút hàng trên mà bên tay trái này, chúng ta giữ trong vòng khoảng 7 đến 10 giây. Đấy, các bạn nghe 3 tiếng tích là thiết bị đã reset xong. Và sau đó chúng ta sẽ tìm lại, bấm tìm lại. Đã nhận được thiết bị này rồi. Và các bạn tiến hành cài đặt. Rồi, thành công. Chúng ta quay trở ra. Và bây giờ là trên danh sách đã có thiết bị rồi, các bạn bấm vào. Chúng ta nhấn vào nút này. Đây, đèn đã sáng rồi. Thì bây giờ các bạn có thể ra ngoài điều khiển được đèn ở nhà của mình rồi. Ngoài ra thì các bạn có thể vào nâng cao này, chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Rồi, hoặc là các bạn có thể là nhấn giữ cái thiết bị này. Chúng ta bấm vào cái chỗ cài đặt này nè, cái dấu cài đặt này nè. Chúng ta có thể đổi tên thiết bị này, ví dụ như là cái bảng này các bạn gắn ở phòng khách thì có thể là đổi tên nó ở phòng khách chẳng hạn. Rồi
Rồi, ok. Rồi ở dưới này, ở phía dưới này có công tắc, bốn công tắc thì các bạn cũng có thể đổi được tên nó. Ví dụ như là công tắc số 1 này thì mình đang đấu vào đèn trái ớt thì mình có thể là đổi cái tên lại thành trái ớt. Rồi xong. Và những cái công tắc số 2, số 3 thì các bạn cũng có thể đổi tên lại theo ý muốn của mình, ví dụ như là trái dừa hay trái bí gì đấy. Và bây giờ chúng ta mở trở lại này. Đây, đã đổi tên thành trái ớt rồi. Vừa rồi thì tôi đã giới thiệu các bạn cách sử dụng một cái thiết bị bảng điều khiển thông minh của hãng Smart Home. Thì các bạn mà nếu có những cái thắc mắc hoặc những câu hỏi nào thì có thể là comment bên dưới, và có thể là mua hoặc là liên hệ với chúng tôi là thông qua số điện thoại bên dưới. Rồi, xin cảm ơn các bạn.